Chúa, trong đó có mẹ em, tất cả mọi người đều không đồng tình với em lắm. Nhưng mà sau đó thì em cũng giải bày, rồi nói, thì bắt đầu mới được cô chú ở trên trung tâm trẻ em mồ côi Bồ Đề Khánh Hội mới hướng cho em là bắt đầu bây giờ với cái lứa tuổi đó 15 thì chắc có thể là đi xin phụ bếp trước. Đi phụ bếp thì mình vừa có được một cái, có thể là gọi là sau này sẽ có một cái nghề. Và cái thứ hai thì sẽ có tiền để mình xoay sở trong cái vấn đề như là mình đi học thêm, đi học bổ túc thêm thì cũng có một số tiền để mình xoay sở trong gia đình. Như vậy thì là cái công việc phụ bếp của em cụ thể là sẽ làm những gì ha? Công việc lúc đó của em thì em được trung tâm giới thiệu vô phụ bếp ở khách sạn quê hương 1 của mình. Là lúc đó em 15 tuổi thì được anh bếp trưởng ở đó cho vô trỏng. Mỗi ngày thì mình vô trỏng thì lặt rau nè, rồi nồi niêu xoong chảo của mấy đầu bếp nấu đó, thì xong bỏ ra thì mình rửa rồi mình dọn dẹp. Rồi mình học lớn được cái gì thì mình học rồi. Nói chung là làm việc giặt nhiều hơn là... Sau khi mà em phụ bếp ở khách sạn quê hương 1 được 1 năm. Được 1 năm thì năm đó em được khoảng 16 tuổi. Thì em mới xin nghỉ. Em xin nghỉ ở quê hương 1 để em bước chân em ra em làm ở mấy cái... Ở mấy cái quán bar ở khu Tây Ba Lô ở Phạm Ngũ Lão mình đó. Thì ở đó thì họ tuyển bếp vô thì không có cần giấy tờ xác nhận bằng cấp phải không? Dạ, với lại không xác định là tuổi tác nữa. Ở lúc đó thì mới 17 thôi. Thì bắt đầu em bắt đầu... Chưa tới tuổi lao động. Chưa tới tuổi lao động. Thì em đi làm ở đó để mà có đồng tiền á. Tại vì phụ bếp ở quê hương 1 thì họ chỉ hỗ trợ phần nào thôi. Còn mình đi làm ở đó thì mình đã có được một cái đồng lương hàng tháng rồi. Có nghĩa là trong 1.5 năm đó là em đã gọi là bí mật học được bí kíp của các anh bếp rồi hả? Dạ vâng. Tại vì cũng được một số anh ở trong đó thương. Thì sau cái thời gian, em xin quay lại là sau cái thời gian mà mình phụ bếp buổi sáng thì có thể là buổi tối mình xin ở lại. Buổi tối mình xin ở lại thì buổi tối là chỉ có còn nấu buffet tối thôi. Là mình chỉ tập trung được những cái nấu để cho ngày mai set up một cái buffet sáng. Thì có những cái chiêu hay là những cái bí quyết gì trong niêm nếm món ăn xào nấu thì các anh chỉ cho mình. Còn một buổi sáng thì nó chạy giống như một cái máy rồi. Mình không thể lắp ra được. Đó thì sau khi mà có mình cảm thấy mình hơi cứng cứng rồi, bắt đầu mình xin đi làm để có một cái đồng vốn để về xây sở gia đình để mình tiếp tục mình đi học. Nhưng mà thật sự ra thì công việc nó chiếm của mình thời gian. Mình cứ nghĩ là khi mà mình đi làm á thì mình sẽ có điều kiện nè, về tiền bạc hay cái gì đó để mình tiếp tục mình đi học. Nhưng thật sự ra thì khi mà mình đã đi làm rồi thì mình phải tuân thủ theo cái quy luật ở nơi mà mình đi làm. Tất cả các nội quy đề ra, cho nên thì cũng không có thời gian để mình đi học nữa. Thì lúc đó thì ở trên trung tâm trẻ em mồ côi của em mới định hướng cho em là bây giờ 17 tuổi rồi thì bây giờ có thể xin qua bên trường nghiệp vụ dành cho trẻ em đường phố nằm ở Xô Viết Nghệ Tỉnh để học nghề. Thì ở đó thì có 3 ngành, nghề bếp, nghề làm bánh và nghề phục vụ. Thì học ở đó khoảng 1 năm thì có thể đi ra làm rồi. Đó thì em 17 tuổi thì em nộp hồ sơ và em được học ở trường đó. Và đến cái bước vào trong cái môi trường đó thì em đã học được những gì? Em học được nhiều lắm. Em học được tất cả các mà quá trình của chế biến thực phẩm. Rồi được học về, nói chung là có bài bản lắm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Và nói chung là được đào tạo một cách có bài bản và kỹ càng hơn là khi mà mình học ở bên ngoài. Nhưng mà cho chị hỏi là lúc đó thì em đã phát hiện ra là em thích cái nghề này chưa? Hay là cũng còn tiếp tục là vì hoàn cảnh thôi? Lúc đó thì khi mà vô trường rồi thì có nhiều cái mình được biết thêm về nghề bếp, những cái tinh túy trong đó thì bắt đầu đam mê. Cái này hỏi ngoài lề một chút, ước mơ thời thơ bé của Nhật lớn lên là làm gì? Ước mơ của em lớn lên thì em được làm những cái gì mà về nghệ thuật hơn. Giống như là về thư pháp hay hội họa hay là đàn nhiều hơn. Có lẽ cái thời gian mà học nghề tại trường nghiệp vụ nhà hàng là một cái khoảng thời gian đáng nhớ nhất phải không? Khi học ở 1 năm ở đây thì mình thứ nhất mình được tiếp xúc với lại các bạn có cùng hoàn cảnh. Thứ hai là mình biết được các thầy cô ở bên ngoài xã hội cũng còn nhiều người thương yêu mình. Cái thứ ba là mình lần đầu tiên mình bước vô trường thì cái cảm giác ở trong trường tạo cho mình là mình có cảm giác như mình là một người đầu bếp thật thụ vậy. Tại vì ở trường thì ngày nào
Thế thì đều có. À. Dạ vâng. Như vậy thì là coi như là mình trưởng thành ngay trong cái thời gian ở trường đúng không? Dạ. Thế rồi còn có những cái cơ hội nào cũng đã đến với mình trong cái thời gian mình ở trường không? Thì lúc đó thì do các thầy cô cũng chắc là thấy khiếu. Ừ. Rồi giống như là một cái gì đó em nghĩ giống như là một cái cơ duyên hay một cái duyên số gì đó. Đúng ngay năm đó thì ở trong thành phố mình có tổ chức cuộc thi tay nghề cấp thành phố. Thì ở trường các cô đã đề nghị cho em được đi thi. Nhưng mà thời điểm đó em 17 tuổi và chưa tốt nghiệp đúng không? Dạ chưa. Cái lứa tuổi đó thì em đi thi là em nhỏ tuổi nhất. Lúc đó em mới 17 thôi. Và em đã đạt được giải gì nè? Đợt đó thì em đạt được giải nhì cấp thành phố. Sau đó tiếp tục thì em luyện thêm một tháng nữa là em thi cấp quốc gia. Ồ. Và lúc đó thì khi ra Hà Nội thi thì em đoạt giải tư. Wow. Gọi là mới lần đầu tiên đem chuông đi đánh mà đã đánh rất kêu rồi phải không? Yeah. Mà sau khi em đi thi về thì bắt đầu ở trong thành phố mình lại tiếp tục tổ chức thêm một cuộc thi Food and Hotel. Năm đó là năm 2006. Thì lúc đó là chỉ cho những đầu bếp thực thụ thi thôi. Thì trong đó thì có gửi công văn về trường thì lúc đó là các thầy cô đi thi. Nhưng mà các cô lại nhường lại suất đó cho em đi thi. Cụ thể là cô nào ha? Hôm nay trường quay thì có cô Nhung của em. Dạ. Thưa chị Nhung, cho Quỳnh Hương hỏi là vì sao chị lại có một cái sự nhường suất như vậy khi mà thời điểm đó thì Nhật của chúng ta vẫn chưa có tốt nghiệp ra trường. Chị có phải là chị đã thấy ở Nhật có một cái điểm sáng hay là một cái hy vọng nào chăng ạ? Cái đó thì cũng không phải là nhường suất cho em Nhật nữa, mà là trong năm đó thì khi mà có công văn gửi về trường á, là bên ban giám hiệu á, là yêu cầu giáo viên đi thi, thì nhưng mà giáo viên trong trường thì không có đủ hạng mục để đi thi nữa, cho nên là cái hạng mục đó là thi món ăn Việt Nam, cho nên là em mới đề cử để em Nhật đi thi. Trong quá trình em học, em Nhật đi học á, thì vào bếp thì em cũng siêng năng, thì cũng chịu khó làm việc lắm. Với lại cách nấu nướng như là đứng bếp của em á, thì của em Nhật thì cũng như là nổi trội hơn các bạn khác. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Ngày hôm đó thì là Nhật đã trổ tài nấu món ăn gì? Bữa đó thì em làm một món gọi là cá sốt xoài, là dùng món chính, còn món canh là canh hoa bí nhồi thịt. Canh hoa bí nghe nhồi thơm thịt quá hả? Và canh hoa bí nhồi thịt và một món khai vị là gỏi dưa hấu. Thì rồi kết quả thì như thế nào? Kết quả thì năm đó thì em đạt được huy chương đồng. Lại là tiếp tục là một thành quả nữa phải không? Như vậy thì cái cơ duyên nào đã đưa em đến với khách sạn Majestic? Đó lại là một cơ duyên nữa. Là khi mà trong cái năm em thi thì cũng có bên khách sạn Majestic thi. Thì lúc đó thầy Ninh hiện giờ là phó giám đốc của bên em bây giờ. Thì lúc đó thì cũng có dắt những anh chị đó đi thi. Thì cũng có xem những cái phần thi của em. Thì sau khi mà thi xong và nhận giải thì thầy có nhã ý là tuyển em về làm chung với lại khách sạn. Như vậy thì Quỳnh Hương xin được phép hỏi anh Dương Minh Ninh là phó giám đốc của khách sạn Majestic thì dĩ nhiên là Quỳnh Hương hiểu có thể là chúng ta đã thấy được điều gì ở một chàng trai trẻ, nhưng mà bản thân anh lúc đó anh có nghĩ rằng ở độ tuổi 17, 18 tuổi thì là Nhật có thể làm nên chuyện khi mà trở về với cuộc sống thường ngày và phục vụ ở một khách sạn đẳng cấp như là khách sạn Majestic không ạ? Thì cái cơ duyên mà tôi gặp em Nhật á, là nhân cái hội thi đầu bếp tài năng Việt Nam năm tháng 9 năm, năm 2006. Thì hôm ấy đó tôi có gặp một vị giám khảo và tôi muốn ngỏ ý là tìm một nhân viên nấu ăn cho khách sạn. Bởi vì lúc ấy đó ban giám đốc chúng tôi đó quyết tâm là cải tiến cái bộ phận ẩm thực của khách sạn, trong đó có cái việc đi tìm người giỏi về để phục vụ. Thì sau cái lời giới thiệu của vị giám khảo đó thì tôi mới tìm cách, tôi gặp em Nhật. Và sau khi
biết cái nguyên liệu họ cho mình là cái gì. Thì khi mình nhận được cái hộp đó thì mình có khoảng 30 phút để mình lên một cái thực đơn trong một cái thùng đó. Như vậy thì em đã tham gia cái cuộc thi đó bao giờ? Em tham gia cuộc thi đó hồi đầu năm ngoái chị. Và em đã đạt được giải gì? Cái đó thì ở đồng đội của em thì đạt được giải đồng. À, nguyên cả tin gọi là đi thi đồng đội ha. Như vậy thì ý của anh Moses đã nói rằng là Nhật là một người rất trẻ. Tuy nhiên anh đã nhìn ra được ở Nhật một cái tài năng rất là lớn, rồi là một cái tinh thần học hỏi và cầu tiến. Bởi vì Nhật có một cái động cơ để mà học những cái điều mới. Như chúng ta cũng đã biết rằng là thế giới hiện nay đang thay đổi không ngừng, và mỗi một ngày lại có một rất là nhiều những cái điều mới về ẩm thực du nhập vào cho đất nước chúng ta. Và điều đó làm cho Nhật cảm thấy rất là hứng khởi, và Nhật rất là sẵn lòng để học hỏi. Thì thời gian qua thì anh bếp trưởng cũng đã hướng dẫn cho Nhật được một vài những cái điều, và Nhật đã tiếp thu được cái điều đó với một cái sự hứng khởi rất là cao. Dĩ nhiên là Nhật cũng phải cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nhưng mà ở Nhật có những cái điểm rất là đáng quý, chẳng hạn như là một cái tinh thần kỷ luật rất là cao nè, rồi tuân thủ giờ giấc chặt chẽ và cái tinh thần cầu tiến, và điều đó sẽ làm cho Nhật tiến xa hơn nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cái công việc của em ở khách sạn đó là phục vụ gọi là không phải chỉ khách người Việt mà còn khách từ khắp nơi trên thế giới nữa. Như vậy nếu mà phục vụ một người khách nước ngoài, mình có thể căn cứ vào những cái tín hiệu như thế nào để mình biết là họ hài lòng hay là không hài lòng cái món ăn của mình, và mức độ hài lòng của họ thì đến mức nào? Trước tiên thì khách mà khi vào khách sạn của mình mà đã chọn được món ăn, thì điều mà trước tiên mà em cũng như cái đội ngũ đầu bếp của em nghĩ, thế nào thì khách cũng sẽ hài lòng. Tại vì món ăn ở trong em á thì luôn đặt cái tâm vào trong từng món ăn, trau chuốt từng ly từng tí, thì thế nào là khách cũng hài lòng. Và để kiểm chứng được cái vấn đề đó thì khi mà phục vụ xong cho khách thì những cái dĩa đó, những cái dĩa mà khách ăn đó khi mà trở vô trong bếp thì chị Bình Hương sẽ biết có hài lòng hay không, là cái món ăn trên dĩa nó sẽ hết hoặc có thể là sạch sẽ luôn, là mình cảm thấy là rất ngon. Hoặc là khách có những cái guest comment trong những tờ giấy hoặc khách sẽ khen trực tiếp vô đó. Còn những đối như là đối với là tiệc buffet thì khi đó thì chúng ta luôn đi để mà coi cái chăm sóc từng ly từng tí cái món ăn của cái tiệc buffet đó, thì mình có, trong khi mà mình chăm sóc, mình có thể hỏi khách là khách có hài lòng hay không. Như vậy là luôn luôn có một cái cách để mà mình nhận được những cái phản hồi từ khách để mình biết và mình điều chỉnh, phải không? Như vậy thì cũng thú vị. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những công việc thường ngày của Nhật và các đồng nghiệp của mình tại khách sạn Majestic, quý vị và các bạn nha. Nhìn chàng đầu bếp khôi ngô đỉnh đạt điều hành chương trình ẩm thực tại một buổi tiệc ở khách sạn 5 sao Majestic nổi tiếng. Ít ai có thể tin rằng chỉ mới 5 năm trước đây thôi, cuộc đời cậu còn ở một trang khác đầy nhọc nhằn khốn khó. Tạ Đình Nhật là đứa con mà bố mẹ mong mỏi sau 20 năm ròng chạy chữa. Thế nhưng lúc cậu mới chập chững biết đi, cha cậu đã qua đời vì một căn bệnh quái ác. Nhật lớn lên từ gánh trái cây cùng sự tảo tần sớm hôm của mẹ. Cuộc sống bình yên ấy cũng chỉ kéo dài được 10 năm. Năm Nhật 11 tuổi, người mẹ bị bệnh về mắt. Bao nhiêu tiền bạc, thậm chí cả ngôi nhà nhỏ cũng phải bán đi để chạy chữa, nhưng vẫn không thể cứu được đôi mắt cho mẹ. Bỗng chốc hai mẹ con trở thành người không nhà, và gánh nặng cơm áo gạo tiền được đặt lên vai cậu bé lớp 5 Tạ Đình Nhật. Bị dây bủa bởi đủ thứ tiền, từ ăn uống, học hành đến thuốc thang cho người mẹ bệnh tật mù lòa. Thế là nửa buổi đi học, nửa buổi Nhật đi làm thuê. Hết thêu quai dép lại kết chổi lông gà. Học hành không hề thua kém chúng bạn, nhưng gắn lắm cũng chỉ được đến lớp 10. Cậu bé không thể trụ nổi nữa đành phải bỏ học. Từ tuổi thơ đầy khốn khó đó, bỗng chốc trở thành một đầu bếp thực thụ trong đội ngũ những đầu bếp tài năng từng làm nên danh tiếng cho một khách sạn đẳng cấp. Ai cũng nghĩ rằng Tạ Đình Nhật thật may mắn khi có được những cơ hội cần thiết, được yêu thương dìu dắt bởi rất nhiều người có tấm lòng và trái tim nhân hậu. Tất cả đều đúng, nhưng có lẽ điều may mắn hơn cả khiến mọi người cảm mến cậu bé mồ côi này chính là cậu đã sớm tỏ ra vững vàng và có ý chí nghị lực vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trở thành một người có ích trong cuộc sống. Vừa qua,
Tạ Đình Nhật là một trong những người đã được Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2008 nhằm tuyên dương những lao động trẻ có thành tích nổi bật trong chuyên môn và có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội. Có vẻ như chỉ sau 2 năm làm việc tại Majestic thì em đã trưởng thành lên rất là nhiều rồi phải không? Thế còn những cái điều mà em đi, em học hỏi được ở những cái chuyến đi học hỏi và giao lưu nghiệp vụ ở nước ngoài thì như thế nào? Em rất là cảm ơn đến ban giám đốc của em, giám đốc rồi phó giám đốc Thị Ninh và tất cả đồng nghiệp của em đã tạo điều kiện cho em để có cơ hội tiếp xúc với môi trường bên ngoài, một môi trường nói chung là rộng hơn mình. Thì để đi qua bển mình học được những cái tinh hoa về ẩm thực của họ, để khi mình về đây á, mình phục vụ, để tại vì bên em thì cũng có các món của các nước, thì khi mình qua bển mình học hỏi thì mình về mình sẽ làm một cái gì nó chuẩn hơn, chứ không phải là tay truyền tay hoặc là tay truyền tay nữa. Ban nãy anh Ninh đã có khoe với Quỳnh Hương là Nhật cũng đã đoạt được giải nhất trong cuộc thi gọi là thi tỉa củ quả do Tổng công ty du lịch Sài Gòn tổ chức, phải không? Làm sao mình có thể đạt được gọi là sự hoàn thiện với cái bộ môn mà tưởng chừng như là chỉ có phụ nữ mới làm khéo tay vậy? Cái đó lại là một cơ hội mới của em nữa. Tại vì khi mà vô trong đây làm thì ban giám đốc rất là chú trọng về cách trình bày trên món ăn. Thì lúc đó thì thầy Ninh có mời cô giáo chuyên về tỉa củ quả để về hướng dẫn thêm cho đội ngũ bếp của chúng em, để làm sao mà cho một cái món ăn khi mà họ nhìn vô đã, họ đã cảm nhận được bằng mắt rồi, họ đã ăn được bằng mắt, rồi họ sẽ tìm được cái sự hài lòng trên cái món ăn. Trong cái khoảng thời gian học đó thì lại có một cuộc thi nữa. Lại có một cuộc thi nữa thì trong đó thì cũng có mấy đồng nghiệp của em thì cũng đã biết tỉa sơ sơ rồi, cũng lên lịch để tập dượt để đi thi. Thì lúc đó thầy Ninh lại kiến nghị em là cho em đi thi. Để cho em được, nói chung là lúc đó không có chú trọng về giải hay là gì hết, mà cho em một cái gì đó thử sức. Cọ sát ha. Yeah. Thử sức mình rồi cọ sát, nói chung lúc đó thì em cũng rất là sợ. Rồi cũng tỉa thử rồi cũng được thầy, có nhiều khi thầy cũng la nữa. Tại nó rất là mới mẻ với em, mà trong khi đó cái khoảng thời gian mà từ khi học cho đến mà để luyện mà để đi thi nó quá ngắn đi. Nhưng mà cũng đâu có phải là cái gì đó rất là ngỡ ngàng, tại vì cái thiên khiếu của em là về nghệ thuật mà, đúng không? Vâng. Em thích hội họa thì đây cũng là một hình thức để cho em thể hiện. Đó thì lúc đó mà cái thời gian nó ngắn quá. Rồi làm rồi đôi khi là cũng nản, tại vì không làm được. Tại vì một cái gì đó về nghệ thuật thì mình phải cần cái sự tỉ mỉ, mà trong khi đó cái con dao hoặc là cái cây đục của mình không thể nào mà mình một sớm một chiều mình đi quen được, hoặc là mình có thể đi nhưng mà những cái nét nó không có sắc sảo, không có tinh xảo lắm. Thì lúc đó có nhiều khi muốn bỏ thì thầy lại la. nói là tại sao lại bỏ. Tất cả nếu mà mình muốn thì mình có thể mình làm được. Và lúc đó thì em cố gắng và để thi. Thì theo em nghĩ thì cũng là có câu là học tài thi phận á, em cũng không ngờ là em sẽ đạt giải nhất nữa. Tại vì những người mà thi chung với em là những người đó là quá năm, nhiều năm kinh nghiệm trong cái nghề cắt tỉa rau củ quả rồi. Nhưng mà tác phẩm của em hôm đó đi thi là tác phẩm gì? Em muốn thể hiện nội dung gì? Tác phẩm đó là một phần cũng do thầy cũng tư vấn này nọ, thì tác phẩm của em là Khát vọng vươn lên. Đó thì bữa đó thì em thực hiện cái tác phẩm đó trong vòng 2 tiếng. Thì cái đó, lúc đó thì thi ở tổng công ty tổ chức á, cho là giống như là của Sài Gòn Tourist toàn quốc, thì lúc đó là đơn vị thi là 63 đơn vị. Đó, 63 đơn vị. Thì thi vòng loại để lấy vào trong là 20 đơn vị, là loại khoảng 43. Mà khi mà cái ngày đầu mà thi xong rồi được vào đến vòng chung kết rồi, em cảm thấy là rất là mừng. Rồi được vô vòng chung kết. Vượt quá mong đợi rồi. Dạ. Và khi mà đoạt được thêm một cái giải nhất nữa, và đó là còn vượt ngoài sức tưởng tượng của em luôn. Như vậy thì ngày hôm nay có thể trình làng một chút, chỉ cho các khán giả của mình biết làm sơ sơ một cái gì đó rất vui vui được không? Dĩ nhiên không có kỳ vọng là em sẽ chỉ cái tác phẩm Khát vọng vươn lên cho mọi người cùng làm. Nhưng mà làm cái gì đơn giản vui vui được không ạ? Dạ được ạ. Chị Hương ơi, có phải là Tết cổ truyền của người Việt Nam mình là lúc
Dạ, với cái ý nghĩa là cái trái dưa hấu bên ngoài xanh, bên trong ruột đỏ. Rồi, cái đó là giống như là một cái quẻ bói đầu năm. Nếu mà mình mở ra thì trái dưa hấu mà được đỏ và ngọt thì nguyên một năm mình rất là may mắn và tươi mát. Thì hôm nay để mà mình làm cho một cái cặp dưa ở trên bàn thờ gia tiên mình nó không bị đơn điệu, nó đẹp hơn, thì mình không có dán những cái chữ như là phúc, lộc, thọ hay là tài gì nữa, mà mình có thể là điêu khắc một cái gì đó ở trên cái trái dưa. Thì ở đây em có điêu khắc một trái dưa, tại vì năm nay của mình là năm con trâu Kỷ Sửu. Năm Kỷ Sửu thì em ở đây em có điêu khắc một cái tranh đồng hồ. Em mượn của tác phẩm của tranh đồng hồ là cậu bé một đồng thổi tiêu ở trên con trâu. Có thể chỉ cho mọi người sơ sơ cái cách làm nó như thế nào không? Dạ vâng. Thì cái bức tranh đồng hồ này, để mình làm được tác phẩm thì ngày Tết của mình thì những cái trái dưa nó sẽ tròn và nó sẽ bự hơn. Thì mình làm, tại vì bây giờ mình chưa tới cận Tết lắm cho nên em không thể nào kiếm được những cái trái dưa tròn mà để chân á ha. Thì ở đây em tạm thời làm trên trái dưa dài. Rồi. Thì những bạn ở nhà có thể ngó một cái tấm hình nào đó. Rồi mình phát thảo, nếu mà mình có năng khiếu mà mình vẽ ở trên đó thì vẽ trước. Mình vẽ trước hoặc là không cần vẽ trước, mình sử dụng một cái con dao. Nếu mà mình kiếm ra được, ở cái này thì mình mua rất là nhiều ở những cái tiệm mà bán dao mà về cắt tỉa rau củ quả thì mình kiếm những cái dao sủi hình chữ V này. Thì mình đi theo những cái đường, nó là sẽ thay cây viết, giống như mình vẽ trên một bức tranh thì nó có thể thay cây viết cho mình. Để mình sủi nó trên cái lớp dưa này để tạo ra một cái hình như vậy. Còn nếu không kiếm được thì chúng ta có thể dùng một cái con dao tỉa như vậy. Chúng ta đi theo những cái đường nét mà chúng ta muốn vẽ, rồi sau đó chúng ta sẽ cạo đi cái lớp vỏ mà không vẽ đó, thì nó sẽ hiện lên một cái bức tranh như đó. Tết thì dĩ nhiên chúng ta có những cái quả dưa tròn, thì chúng ta làm tranh đồng hồ nè, chúng ta làm chữ phúc ha. Thì rất là đẹp. Nhưng mà nếu như các bạn nào đang yêu á, thì quanh năm suốt tháng lúc nào cũng có quả dưa dài vậy nè. Mình lấy hình người yêu mình ra mình khắc vô cũng thú vị. Bây giờ thực sự chị Quỳnh Hương cảm thấy mừng cho em. Tại vì qua được những cái ngày tháng vất vả rồi đó, thì bây giờ công việc của em thì cũng ổn, nhưng mà cùng cuộc sống riêng thì như thế nào? Cuộc sống riêng hiện giờ thì em đang mướn một căn nhà nhỏ, thì ở trong cái ngôi nhà nhỏ đó thì chỉ có em và mẹ. Em và mẹ đang sống ở đó và rất là cảm thấy cũng rất là hạnh phúc. Xin được hỏi mẹ của Nhật chút xíu ạ. Xin bác có thể chia sẻ bây giờ bác có còn ước mơ nào nữa không? Ba của cháu qua đời, cháu còn quá nhỏ, thì lúc đó cũng cầu mong sao mà mình nuôi con mình đến cho nó lớn, trưởng thành, nó thành một người tốt cho xã hội thì rất là mừng. Nhưng mà nửa chừng thì cháu lên 12 tuổi thì tôi đã bị mù. Rất tiếc là không có lo cho cháu được trọn vẹn, cũng nhờ các cô, các chú giúp đỡ cho cháu có ngày hôm nay. Tôi rất mừng và rất xúc động. Tôi giờ cũng còn ước mơ sao mà mình chắc chiêu được để mình có một cái ngôi nhà thực sự là của hai mẹ con. Hiện tại giờ thì cũng đang ở nhà mướn. Giờ mình cũng phải chắc chiêu để có cho sau này cháu nó còn có gia đình nữa. Con nghĩ là với cái tính kim chỉ của Nhật ha, với cái tài năng của em và kể cả cái duyên may nữa cũng sẽ tới bác ạ. Chắc chắn là hai mẹ con sẽ có một ngôi nhà của riêng mình rất là sớm thôi. Con cảm ơn bác đã chia sẻ ạ. Như vậy thì có lẽ là ngôi nhà là mơ ước của cả hai mẹ con chứ không phải của riêng mình mẹ, đúng không? Dạ vâng. Thế còn ước mơ riêng của em là gì? Ước mơ riêng của em thì làm hiện tại bây giờ thì mình phải làm sao tốt công việc của mình. Mình được trao dồi nhiều cái kiến thức chuyên môn. Rồi và còn nhiều cái ước mơ nhỏ nhỏ nữa mà để em tạm thời em xin giữ nó. Để coi sau này em có thực hành được hay không. Ví dụ như là cái gì nè?
thí dụ ước mơ của em sau này là nói chung là được đi đây đi đó mà được chia sẻ với những người bạn giống như em, những cái gì mà em có được để chia sẻ, để giúp cho an ủi các bạn được phần nào. À, cảm ơn em. Nhật ơi, được trò chuyện với em ngày hôm nay quả là một cái điều rất là thú vị, và bản thân chị Quỳnh Hương cũng học được rất là nhiều từ câu chuyện đời và câu chuyện nghề của em. Vậy thì mong rằng là những cái ngày tháng khó khăn cũng sẽ tiếp cho em nghị lực để mà em thật là nhiều những cái nghị lực tới nữa, em vươn lên thật nhiều trong cuộc sống ha. Và chị Quỳnh Hương cũng chúc cho Nhật á sẽ có được cái may mắn để thực hiện những ước mơ nhỏ nhỏ, mà có cái em nói ra rồi, còn có cái em vẫn giữ trong lòng. Tất cả những ước mơ đó nếu có điều kiện thì sẽ sớm trở thành hiện thực. Cảm ơn em đã đến với chương trình trò chuyện cuối tuần. Cảm ơn chị Quỳnh Hương. Đây là một lẵng hoa nhỏ thay cho lời cảm ơn em đã đến với chương trình trò chuyện cuối tuần. Đây là một món quà của nhà tài trợ Proform gửi tặng cho em. Có lẽ đây sẽ là một món quà quý cho em gửi mẹ. Em cảm ơn chị Quỳnh Hương, em cảm ơn nhà tài trợ Proform. Em cũng xin được cảm ơn cô Nhung, là cô của em đã từng bước dắt em đi vào nghề. Yeah. Và cảm ơn ban giám đốc, cảm ơn thầy Ninh và cảm ơn tất cả các anh chị đồng nghiệp trong khách sạn đã tạo điều kiện để cho em có được ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chương trình trò chuyện cuối tuần của chúng ta xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại vào giờ phát sóng quen thuộc 12h30 phút trưa Chủ nhật hàng tuần trên sóng HTV7. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hình ảnh người mẹ tảo tần hôm sớm vất vả nuôi con thật gần gũi và thân thương. Những bài hát viết về mẹ dù đã được nghe nhiều lần nhưng sao vẫn bồi hồi xúc động. DVD thay lời muốn nói với chủ đề mẹ hiện đang được phát hành tại cửa hàng Trung tâm Dịch vụ Truyền hình, số 27-29 Huỳnh Thúc Kháng, quận 1, điện thoại 3914-7538.